luôn. Cô bán nước mà cô cũng đeo găng tay à? Vâng đó. À đây là cô bốc đá. Cháu thấy cô đeo găng tay sạch sẽ quá. Ngày bán được nhiều nước không cô? Vâng. Mình cứ đi làm đi tiếp các thứ buổi sáng là mình cứ phải khởi động cốc trà đá các bạn ạ. Nó mát thì cũng như nhiều bạn thì thích cà phê ấy, thì buổi sáng ra thì các bạn uống cà phê, còn mình thì mình cơ bản là mình uống cà phê thì nhỏ hơi bị căng thẳng đầu óc nên là mình cũng ít uống. Thế còn uống cà phê thì cũng rất ngon. Ngách này là ngách 21 nhỉ cô nhỉ? À 121 cô nhỉ? Đây thì ngay sau lưng các bạn kia là có một con bún cá nhỏ nhắn xinh xắn. Con bún cá này thì người ta cũng mở không lâu lắm, hình như không lâu đúng không cô? Lâu à? Là được mấy năm rồi cô? Gần 2 năm. Vâng, đối với cháu gần 2 năm thì nó không lâu vì cháu hay quay quán truyền thống. Thì cái quán này thì mình cũng mới biết đến thôi là do bạn Minh Anh, bạn ấy giới thiệu cho mình. Bạn Minh Anh thì bạn rất là sành ăn và bạn ấy quán nào bạn giới thiệu cũng rất là chất lượng. Thực ra khi mà đến đây các bạn ạ, các bạn nhìn vào quán bún cá kia mà xem, các bạn thấy là nói chung là cái không gian của nó khá là bé. Mà nếu như mà mình là người lần đầu tiên mình đến hay là các bạn lần đầu tiên đến ấy, thì các bạn sẽ không có cái cảm tình hoặc là không có cái sức hút gì để mà mình vào trong quán bún cá này. Nhưng thực chất ra thì bạn Minh Anh bạn là một người rất là có uy tín. Chính vì thế mà mình cũng khá là tò mò và muốn tìm hiểu về quán bún cá này ấy. Thì hôm trước thì cũng qua rồi thì gặp bạn chủ quán bún cá này tên là Phương Anh. Thì cũng hẹn bạn là ngày hôm nay đến để ghi hình lại và chia sẻ cho các bạn xem. Thực chất ra là khi mà ăn ở đấy như nào thì mình sẽ chia sẻ chính xác đến cho các bạn hương vị quán bún cá đấy các bạn nhé. Cháu gửi có tiền không ạ? Cháu gửi cô. Dạ vâng, nhờ xin. Đấy, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong quán bún cá này nhá. Vâng, cháu đi cô nhá. Vâng. Về các bạn thì các bạn thấy nhìn từ ngoài là quán bún cá cũng rất là nhỏ thôi. Đến cái giờ bán hàng thì người ta bán khá là đông. Mình thấy bảo là một ngày bán thì cũng phải rơi vào khoảng tầm mà 70 bát. Nói chung mình nghĩ với một quán mà nhỏ mà trong một cái con ngõ mà nó lẩn khuất như thế này thì cái số lượng nó cũng không phải là quá ít đâu. Đây bạn chủ quán thì bạn ấy đang hình như đang rửa rau. Đây bạn chủ quán tên là Phương Anh đây. À giới thiệu một chút các bạn nhé, bạn chủ quán này chưa có chồng. Đấy. Chưa có người yêu hả em? Vâng. Chưa có người yêu luôn mà rất là xinh xắn các bạn nhá. Rửa rau gì, rau cần hả em? Vâng. Mùa này mùa đông theo mùa ấy. Ừ. Thường mùa đông sẽ có rau cần, rau cải cúc. Và mùa hè sẽ có là rau muống và rau ngót. Ừ. Anh thấy bảo nhà mình mở ở đây là gần 2 năm rồi đúng không? Vâng, em chuyển lên từ 2019 phải, 2019 á? Vâng, đầu tháng 2019. Anh thấy em cứ nói Thái Bình với cả Hà Nội, trước đây mình bán ở Thái Bình nữa hả? Và đấy nhà em bán thì nó cũng nhìn nó cũng lục sục thôi, kiểu là nó là một cái lều anh, thuê đất xong là dựng lều lên. Ừ, xong là đa số nhà em bán toàn cho học sinh thôi, học sinh, sinh viên với lại ở các trường cấp 3 xung quanh đấy ấy. Thế xong là một thời gian thì người ta đòi đất, thế cả mỗi mình mẹ em làm thì nó cũng vất vả. Thế là để em nghỉ một thời gian. Thế sau sau đấy là em về thì bảo là thôi hai mẹ con chuyển đến trên này bán. Thế là nhiều khi mà khách Thái Bình đến thì nhìn, ngày xưa mẹ em để tóc dài, thế bây giờ để tóc ngắn rồi. Thế là khách Thái Bình đến mà nhìn cô quen quen. Nhìn kem kem mới bảo là xong hỏi hỏi ra thì bảo là đúng rồi, ngày xưa nhà cháu hay là cô. Ngày xưa nhà cháu hay là cô. Cô bán ở chỗ này, chỗ này. Ngày xưa nhà em bán ở chỗ đường Kỳ Bá. Chỗ gần mấy con nét ở Thái Bình. Thế là chắc là mấy bạn học Nguyễn Đức Cảnh với Trường Chuyên hoặc là gần gần đấy là chắc là ăn rồi là chắc là cũng biết. Đây là măng chua. Đây là măng chua ngâm đấy. Đây nhà em tự ngâm.
Đây là nhà mình dùng măng măng củ măng củ vào. Đây mình đặt cho người ta thái ra xong đến là mình tự làm. Nhìn măng chua ngon ghê nhỉ. Vâng. Anh ăn bún cá là anh thích ăn măng chua là không này. Vâng. Bún cá mà không có măng chua anh nghĩ là nó mất đi cái mất vị. Đúng rồi, mất hương vị của nó. Thế là ở Thái Bình là em bán được lâu không? Nhà em bán phải hơn chục năm đấy anh ạ. Hơn chục năm trên đấy à? Vâng. Nhưng sao nếu mà người ta đòi nhà mà em lại không làm ngay trên Thái Bình mà em lại ra Hà Nội? Vì đợt đấy nhà em thì có hai anh em, thì hai anh em đi làm xa. Mà bố em thì lại cũng đi làm nên là cũng không phụ được mẹ em mấy. Mà thuê người thì cũng không kiểu không làm theo được ý mình ngay. Nên là nó không được tươm tất lắm. Thêm bảo là thì đúng lúc người ta đòi đòi đất luôn. Thế bảo là thôi thế vậy nghỉ một thời gian. Thế là lần đấy em về thì bảo là thế hai mẹ con tính là chuyển lên trên này bán. Thế lên trên này bán em thấy có khó khăn hơn ở quê không? Em thấy là cũng có. Vì kiểu là trên này rất nhiều món ăn này. Đa số mình là kiểu khách Thái Bình đến này. Xong là người này giới thiệu người kia. Thế là đợt này gặp anh thì anh giới thiệu cho em thêm một ít khách nữa. Vâng, em cảm ơn. Nhà vấn đề phải ngon. Đây là ớt chưng này. Mẹ em tự xay là ớt tươi luôn ấy. Mẹ em tự xay xong là tự chưng luôn. Vì trước mẹ em có làm cái ớt chưng mà mua ngoài Hà mua sẵn ấy, để tự chưng lên ấy. Nhưng mà ăn thấy nó không thơm lắm nên là mẹ em tự xay tự làm luôn. Thế thì nó yên tâm em nhỉ? Vâng. Còn rau sống thì trên này em thấy người ta không thái bình thái nhỏ đấy. Mà cứ để to này xong ăn nó không, em nghĩ là không được ngon bằng Thái Bình. Vâng. Thực ra thì anh nghĩ là mỗi nơi là có một cái khẩu vị. Và vâng, ngon hơn hay không là theo tùy người cảm nhận. Như anh ăn là anh cũng hay thái ra nhá. Anh thái, anh thích kiểu vâng, thái. Vâng, em thích kiểu thái thật nhỏ ấy. Anh cũng thích thái nhỏ. Đấy, thái thật nhỏ xong ăn thì khi mà ăn cái nước dùng nó quyện hơn này. Tại bây giờ đang chuẩn bị bán cho buổi trưa đúng không? Vâng, đúng ạ. Nhà mình đông nhất là buổi trưa hả? Vâng, buổi trưa thì nhà em buổi sáng thì trong này nó cũng khuất nên là kiểu sáng người ta đi làm người ta không lại vào nên là cũng ít khách. Nên đa số là buổi trưa. Vâng. Đây là em đang đây chiên là giàn cá nhỉ? Cá diêm. Đây là cá rô đồng nhà em lấy từ dưới Thái Bình lên đấy. À, vâng. Đặt hẳn ở dưới đấy lên. Đặt dưới đấy lên, vâng. Thì ở trên này người ta không có anh, toàn cá rô phi. Thế à? Vâng, mà cá nó không được ngon, mà nó không được thơm rồi. Cá rô đồng. Anh thấy ở đây là người ta đa số người ta làm cá rán, cá chiên. Vâng. Còn đây là em có cá rán, cá chiên không? Nhà em có cá rán với lại có chả cá. À đây, thế à? Còn đây là cá diêm. Đây, cá rán, chả cá. Đây là chả cá nhà em, đây là chả cá nhà em tự làm. Còn đây là cá diêm. Cá diêm. Đây à, những cái miếng này đây hả? Vâng. Chả cá. Thì cá này rán thì em thường rán buổi trưa đấy. Thì tầm này là mẹ em cứ lên tầng mẹ em rán ấy, lại chuẩn bị hàng. À thế à? À bác anh bia vẫn đang làm như thế à? Vâng, đây mẹ em thân làm. Có thể dẫn cho anh lên đấy. Vâng. Trò chuyện bác tí cho vui nhỉ. Bỏ dép đây đúng không ạ? Ấm cúng ghê nhỉ? Vâng, nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Em thuê đây nhiều tiền không? Cũng tầm để chắc là nước tầm 10 triệu tháng em. Vâng. Đây có dép anh đi giúp em đi nhá. Chào cho bác. Chào cháu. Bác đang làm à? Cháu lên cháu ngắm nghía bác làm tí bác. À bác đang giàn cá đấy ạ. À? Ôi con cá rô nhà mình to. À đây là cá sao? Không phải cá rô. Cá trôi. Vâng cá trôi. Để cháu nhìn. Cô làm cá trôi nhé. Vâng. Thì ở đây thường hay làm cá rô phi thì nhà cô thì cô không làm rô phi mà cô làm cá trôi. Vâng. Toàn bộ mình làm cá trôi hết cô. Toàn bộ làm cá trôi hết. Cô làm cá này thì ra vừa thịt nó vừa chắc này. Xong là miếng cá nó lại thơm, nó không như cá kia. Con cá này nhà mình mua về thì 4-5 cân cô nhỉ? Nó nhìn to thế nhỉ? Ừ, nó tầm độ khoảng 3 cân nữa. Vâng.
Thế là mình cá này là mình mua sống cho mình tự lọc lấy hay là người ta lọc sẵn cho mình nhỉ? Cá này là mình mua thì người ta sẽ lọc cho mình. Dạ. Lọc cho mình xong về mình rửa này, rồi là mình rửa sạch sẽ rồi mình pha chế rồi mình thái. Thái theo ý của mình chứ không kiểu là người ta thái cho mình, nhưng mà thường người ta thái là cô không hợp ý, tính cô đúng không? Tính cô là vậy. Nghĩa là thái để cô thái theo cái kích cỡ mà cô mong muốn đúng không? Ừ, đúng. Thế là đây bán hàng là chỉ có cô với cả em bán hả cô? Ừ. Cô mẹ em bán luôn. Vâng. Ăn cà chua này thì nhất rồi. Đây, đây còn một cái tính cuối này là cô hay làm rồi cô để ra để cô xử lý và để cô làm chả cá. Vâng. Đấy. Mình thái nó vừa của mình, nó không to, không nhỏ, miếng cá nó vừa đúng thì là ăn nó không bị xương. Dạ vâng. Nhưng cũng chứ nếu mà để cho người ta mà thái cho mình, người ta thái nó không ấy là miếng cá nó xương. Vâng. Nhưng mà người ta lọc cho cô là người ta cũng phải lọc hết xương đấy cô nhỉ? Ừ, người ta lọc hết xương rồi. Bây giờ như này, mình để ướp gia vị đấy. Vâng. Trong cái gia vị này nó có đủ mọi chất này, giả dụ như nó khở khử mùi tanh này. Vâng. Nó có cả như kiểu là cháu nhìn như kiểu chủ yếu nó là thành phần là nghệ cô nhỉ? Nó là nghệ đấy, nó là nghệ nên nó sẽ khử cái mùi tanh của cá này đi này. Vâng. Nó cũng có một tí độ mặn độ ngọt rồi là nó cũng đầy đủ. Dạ. Đấy. Đây là bột này chuyên để tẩm ướp. Ừ. À, để làm nước bún đúng không cô? Đúng rồi đấy, đây. Xương cá và xương lợn nó hợp lẫn với nhau để làm nước dùng. Thế cũng chẳng bỏ đi chỗ nào cô nhỉ? Đúng, như này thì nó mới đặc lắm. Chứ nếu mà xương cá không thì nó cũng không ngon, mà xương lợn không thì nó cũng không ngon. Đấy. Có thể làm hai cái kết hợp với nhau. Đấy. Vâng. Đúng. Đây cái là này là cô xài chủ yếu là xương lợn đúng không cô? Xương lợn này, đây là xương lợn hầm này. Cô lại hầm lẫn cả với xương cá này. Thì nó kết hợp hai cái với nhau. Vâng. Xương lợn thì nó ngọt. Khỏi. Mới là nó lên, vâng. Lên dạ. Hai tiếng thì nó dừ được hết tất cả mọi thứ ra. Đến lúc mà cô vớt cái xương ra thì nó sẽ không còn cái gì dính vào. Xong bắt đầu là chiều đến cô mới cho vào cái giá. Vâng. Cô lọc mỗi nước không thôi, còn những cái này cô lại đục đi. À, đấy. Dạ vâng. Thế ngày nào là cứ ấy ở đây. Đấy. Dạ vâng. Là ngày nào là cô hầm ở đấy như vậy. Đấy. Vâng. Cứ xoay đi xoay lại cái là cá này đã chín rồi. Đấy. Dùng cá rô thì nó rẻ hơn, sao cô không dùng cá rô của cô? Cá rô thì thật tâm mà nói là cô làm đúng kiểu bún cá Thái Bình. Thật cô không bao giờ có làm cá rô phi. Cá rô phi thì không ngon hả? Không ngon. Cá này thì vừa rắn mà lại vừa thơm chứ. Vâng. Đấy. Một ngày bây giờ mình bán là mấy cân cá nữa cô? Một ngày bình thường nếu mà không được tầm khoảng 30 cân. 30 cân ạ? 30 cân. À, thế ạ. Ừ, có ngày mà nhiều thì có ngày cô lên tới 35-40 cân. À, thế ạ? Ừ. Vâng. Ngày xưa nhà mình bán hàng Thái Bình là cũng bán về chuyên bún cá luôn. Cô cũng chuyên bán về cái này. À, thế vâng. Thế là bà này lên đây xem là mở rộng thị trường sang trên Hà Nội xem. Thế vâng. Nên là lên đây thử sức ở Hà Nội đúng không ạ? Thử sức Hà Nội xem là mình có thể là chụp được ở trên này cùng với lại. Thế đến giờ là cô thấy là lên đây là quyết định đúng đắn không? Ừ.
Nói chung là cũng được 3 năm rồi, 25 thứ 3 rồi. Dạ, vâng. Cũng ở đây thì chắc là giá cô bán ra một gốc bún thì nó sẽ được hơn ở trên Thái Bình, cô nhỉ? Ừ. Bao giờ cũng thế, một kiểu lớn. Đấy, ta phải lặt mặt lên. Vâng. À, ta phải lặt cái mặt lên. Dạ. Con thấy là bún cá là xuất xứ ra từ Thái Bình đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thái Bình là nhiều bún cá nhất. Vâng. Chuyên chỉ bún cá, còn cũng còn cái gì khác. Vâng. Về Thái Bình chỉ có đi tìm bún cá. Vâng. Thực ra con chưa tìm hiểu về bún cá Thái Bình, nhưng mà chỉ biết là truyền thống của bún cá ở Thái Bình thôi. Ừ. Thì cô có thể chia sẻ con một chút về bún cá Thái Bình, về những cái thông tin của bún cá Thái Bình như thế nào? Bún cá Thái Bình thì đầu tiên là thường nói là canh cá thì là Quỳnh Côi. Vâng. Còn bún cá thì là cũng Quỳnh Côi cũng là Thái Bình đấy. Vâng. Thế mà bây giờ là Thái Bình mình là bây giờ mở rộng nó bún cá là cứ kiểu là nó có cái thương hiệu rồi. Thế là cứ người lọ truyền người kia, người lọ truyền người kia. Dạ vâng. Còn nhà cô đi làm là từ ngày từ lâu lắm rồi. Từ cái thời mà cô còn làm, từ tức là cô còn nhỏ, từ khi gia đình nhà chồng làm. À thế ạ? Ừ, làm từ gia đình nhà chồng, xong bắt đầu là cô mới học. Cô học xong bắt đầu là cô học, thời gian là cô mở riêng chứ. Vâng. Cô học được bí quyết rồi cô mở riêng ra cô làm. Thế là ở Thái Bình thì bán được chục năm, nhưng mà trước đấy thì nhà chồng cũng đã bán rồi. Ừ, nhà chồng bán rồi, nhà chồng bán trước rồi. Xong bắt đầu cô mới mở riêng ra. Thực ra thì cháu thấy là ở Hà Nội người ta sẽ sử dụng là cá rô là chủ yếu. Ừ, đúng rồi. Thì ví dụ khi mà cô lên Hà Nội cô bán cho người Hà Nội ấy, thì nếu mà cô chọn toàn cá trôi không như này, thứ nhất là nó hơi chi phí cao, cái thứ hai có thể là cô có nghĩ rằng là không phù hợp với cả cái nhu cầu người Hà Nội không? Ừ, cũng có lúc là không phù hợp thật đấy. Nhiều người họ ăn họ vào họ bảo cô làm ý là cá là cá rô phi, lắm lúc khách vào ăn bảo cá rô phi bực mình lắm, bực mình xong là nói luôn. Cô bảo là em làm đúng theo kiểu bún cá Thái Bình, em không bao giờ em không bao giờ làm cá rô phi. Cá rô phi ở trên này cháu lại như này nhé, miếng cá như thế này, xong người ta lại tẩm bột, người ta lại tẩm mấy, đến lúc mà mình mà dán lên rồi nhá, xong bắt đầu mình cho vào bát bún, mình chan nước vào thì cái bột nó rơi ra này, xong miếng cá nó rơi ra, thằng nó ăn nó không ngon, nó nhũn. Dạ vâng, đúng không? Thế còn cái miếng cá nhà cô như này nhá, cô dán như thế này, nó chỉ có như thế này thôi. Nhưng mà đến lúc mà vào bát bún của nhà cô nhá, và bát bún nó còn nguyên như này, mà miếng cá lại rất dai mà không bị sao cả. Đấy. Dạ vâng. Đấy. Những cái miếng cá này là những cái miếng cá của, giả dụ như cái miếng mình cắt ra đấy, còn thừa đấy mình không thể làm ấy thì mình sẽ làm như này. Hoặc là những cái miếng này này là của cái đuôi nó nhỏ nhỏ đấy, thì mình sẽ tạo dụng cái kiểu là không để mất đi đâu. Dạ vâng. Đấy, xong bây giờ mình gộp ở đây là mình làm viên cá, làm chả cá. À, đấy. Vâng. Đấy, tức là mình tận dụng hết mọi thứ. Vâng, thì nó giữ phí cô nhỉ? Ừ, tận dụng không để mất đi một cái nào. Đấy. Vâng. Đấy, xong là bắt đầu là cô làm như này nhá. Vâng. Đây, gia vị thì nó có rau răm này, vâng, hành này, thì la này, rồi ớt này, vâng, chính hạt tiêu. Vâng. Đấy, xong rồi. Cái chả cá này thì cô cũng phải lóc hết xương ở nó không? Nhặt hết xương, phải nhặt kỹ hết xương. Đấy. Và cô cho thêm một tí ớt này để cho nó có cái mùi thơm ở đây. Cô cũng luôn chân luôn tay cô nhỉ? Cái này mà không quen tay mà quên một cái là cháy luôn đấy. Cứ việc lọ việc kia như thế này. Cô cứ vừa rán cô lại vừa xay. Vâng. Cái gì vẫn còn cái nghề của nó. Vừa rán cô lại vừa xay. Đây còn một tí là không có bắn. Thank you.
nhuyễn lên thế là được cô nhỉ? Đấy, nhuyễn như này, đấy, nhuyễn như giò ăn luôn. Vâng. Nhuyễn như giò. Đấy, xong rồi bột giò mới vớt ra. Vâng. Cháu thấy nó hơi mềm như này, tí nữa cô có phải cho thêm bột gì không? Không, như này được đấy. Cô thấy là nặn luôn nhỉ? Ừ, đấy, cô nặn nó cho hai đứa ăn thử nhá. Lại được ăn thử luôn hả cô? Được ăn thử luôn. Đấy. Đây nhá, miếng cá cô xay này, nó phải nhuyễn như này này. Nó nhuyễn như này thì nó mới gọi là nó ngon được. Vâng. Nói chung là nếu mà để nói mà nhặt xương thì cô cũng nhặt kỹ lắm. Nhưng mà dạ, cũng chẳng may nó cũng vẫn còn, nó cũng sót lại một hai cái cũng không để hết được hẳn. Dạ vâng. Nhưng mà phải xay nó phải nhuyễn như này đấy. Vâng. Đấy. Thì miếng chả cá lắm mất rồi. Con thấy nó vàng và đỏ kia được chưa? Nó vàng đấy, nó vàng như này này. Mình lật mặt nó đi. Vâng. Đấy, bây giờ mình lật mặt nó cho chín đều hai bên. Đấy, nó vàng như này này. À, nó lên màu đấy. Nó lên màu. Nó quá không? Nó lên màu, nó không tự nó lên màu vậy đấy. Vâng. Ừ. Lên thế là được hay là già rồi? Không, nó chưa già đâu, mà là nó lên như vậy này. Đấy, tí nữa, bao giờ mình xào vào cái miếng thì thấy nó dạ, rắn rắn tay thì là làm được. Vâng. Ừ. Nó lên nhiều chỗ thì họ làm nó cái màu trắng trắng, nhưng mà vâng, nhà cô đặc biệt là gọi không cho màu trắng mà cũng như là màu này. Đấy. Vâng. Thứ nhất là trông nó là màu trắng trắng là phải cho thêm bột hay gì nữa không? Chắc là họ cho thêm bột, nhà cô mình cứ nguyên chất thế này cho nó ngon. Nhà cô cứ chẳng cho cái gì cả. Cứ như thế này nên là nó cứ màu như này. Dạ vâng. Ừ. Đấy. Khách thái bình nhà cô lên là tức lão phải chả cá. Đấy. Vâng. Ừ. Hôm nào mà khỏi mà không có cái chả này là buồn lắm này. Có nghĩa là ăn cá cứ phải có chả mà. Ừ. Vâng. Nhưng mà chả này nó có nằm trong một cái suất bình thường của cô hay là gọi thêm? Không, suất bình thường có mà. À. Ừ. Cả giống như trong một suất bốn cá thì có một chả là hoặc là hai chả, nếu mà ai mà ăn nhiều thì bảo là cho nhiều chả thì ta bớt một hai miếng cá thì ta cho thêm chả lên. Vâng. Ừ. Đấy. Đều như này là được rồi. Đấy. Nhìn như mấy thịt bò nhé. Đấy đúng rồi đấy, đúng nhìn xa đúng rồi thịt bò. Đúng rồi, khách vào là hỏi lắm, người hỏi chứ sao lại cả có cả thịt bò mà không phải thịt bò đâu, mà là chả cá màu như này. Đúng như là lon, đúng là lon này. Con tưởng tượng là ăn bên ngoài này nó hơi giòn đấy đúng không? Đây, ăn thử đi, hai đứa ăn thử nhá. Ừ. Con thử đây nhỉ. Ừ, thử đi. Đấy. Bên ngoài nó hơi bì bì, ừ, kiểu cầm vào nó hơi bì bì cứng cứng. Ừ, nó cứng. Vâng. Bao giờ đó, cái đũa này để bên ngoài thấy nó cứng cứng thì là được. Dạ chứ vâng. Chứ nếu mà nó mềm nhũn quá là chưa được. Đấy, à, thế ạ, vâng. Thế là phải cho cứng cứng như vậy. Ừ. Ăn này ngon lắm cô ạ. Đúng không? Bên trong thì lại mềm, bên ngoài vâng, thì cứng. Ăn bên ngoài này, nó như kiểu nó tạo một cái lớp vỏ, ừ, của cái chả cá chiên này. Đấy, xong bên trong thì lại mềm, nó cay nó không? Mềm, nó thơm. Cái này cô là khá đậm đà đấy cô ạ. Thế ạ? Ừ. Vâng. Nó đậm là theo cái cạnh nó không phải là mặn đâu mà nó đậm đà có hơi cay một chút. Có hơi cay cả. Hơi cay nhưng mà con thích ăn nó. Nhưng mà vậy là hôm nay là hơi ít cay đấy. Thực ra là có cay mà, con ăn cái hương vị của nó có cay khắp cái khoang họng. Có cay là được rồi. Vâng. Cái bún cái này thứ nhất là nó phải hơi đạm một tí. Thứ hai là nó phải cay thì nó áp được cái mùi tanh đi. Vâng. Chứ nhiều người họ cứ bảo là cho nó nhạt mà là cá mà nó nhạt là một này. Nó không ấy là nó tanh. Vâng. Nghe xong ngày hôm nay mất bí quyết. Nhưng mà nếu mà học cũng khó phết đấy. Thôi thực ra thì biết nhưng mà có làm được hay không là quan trọng cô ạ. Vâng. Vâng, thôi con xin phép cô con xuống kia nhá. Ờ, cô chào hai đứa nhá. Dạ vâng. Thôi bây giờ mình xuống mình ăn thế nhỉ.
giờ mình cũng đói thôi. 11 giờ kém 15 thì sáng nay thì mình ăn cũng ít. Đây nhà không chật lắm nhỉ. Hai mẹ con ở này thì cũng rộng. Đi này mình nhớ ngày xưa, nhà mình ngày xưa cũng chật chật kiểu như này. Cũng kiểu làm cái nền đám là như này. Ở chỗ cầu thang này. Có khách đến buổi trưa chưa? Thì em chưa, tầm 11 rưỡi. 11 rưỡi bắt đầu mình có khách à? Vâng. Ừ. Thế làm cho anh có bùng cá ấy nhỉ? Vâng. Đây, cho anh hai bát. Ở đây là lựa chọn thì lựa chọn như thế nào nhỉ? Đây, thường thì em có rán này, dìm này, về lẫn này. Làm khách thì thích ăn cả hai loại cá, hoặc là nhiều khách muốn ăn nhiều cá thì gọi bát đặc biệt. À thế à? Vâng. Bát đặc biệt thì là có cả ba loại đúng không? Có cả ba loại luôn. Để còn nếu mà bình thường, ví dụ như khách mà người ta vào, người ta gọi bình thường thì em sẽ lấy cho người ta như thế nào? Thường thường thì em sẽ làm mỗi rán thôi. Mỗi rán? Vâng. Có chả không? Có chả ạ, rán với chả. Còn nếu mà ai người ta thích ăn, lắm người ta thích ăn mỗi, ở Thái Bình mới gọi cá này là cá nấu. Ừ. Thì người ta làm cho em một bát cá nấu hoặc một bát cá rán. Hoặc là có người ăn muốn ăn hai loại cho em cá lẫn. Ừ. Thì mỗi loại một ít ạ. À. Còn đặc biệt thì sẽ nhiều cá hơn mà. Giá của từng loại là như thế nào ạ? Cá rán, cá dim là 3.000 ạ, còn cá lẫn là 35.000. Ừ. Còn nếu mà đặc biệt thì 40-50.000. Thế à? Vâng. Cá lẫn là có nghĩa là lẫn cả 3 loại. Lẫn cả 3 loại. Còn đặc biệt thì thêm được cái gì? Không, lẫn là 2 loại. Cá rán, lẫn là 2 loại, loại này là 35.000. Vâng. Còn đặc biệt thì nhiều thêm cá chả hơn. Nữa. Thêm chả, vâng. Nhiều cá hơn, thêm chả. Tính mùa là... trứng thì có thêm cả trứng. Thế cho anh 2 bát đặc biệt đi. 2 đặc biệt, vâng. Ừ. Ngày hết mấy nồi này em? Đây là lẩu nước trần nữa. À, rồi. Cái trần riêng ra này nó sạch sẽ nhỉ? Vâng. Em đổ nước nó chỉ sấp sấp này rồi. Vâng. Thế là đây gọi là bún nước, bún cá trộn đúng không? Vâng, bún cá trộn vì nước nó hơi đặc một chút. Em nghĩ là so với người Hà Nội thì nó hơi đặc một chút. Còn nếu mà quê em lại là bình thường, còn nước chỉ sấp sấp thôi. À thế à? Vâng. Cho anh bát nữa đi, cho anh hai bát đi. Thắng ngồi bán luôn. Đây các bạn ơi, thì mình với cả Thắng gọi hai cái bát đặc biệt các bạn nhé. Để nó thể hiện rõ tất cả các cái topping ở trong cái bát cá, bún cá này. Ở đây thì người ta chuyên về bún cá trộn các bạn ạ. Đây trong bát bún cá của chúng ta này là có hai cái miếng chả này. Miếng chả thì các bạn vừa được xem cô làm đấy. Ngoài ra là có ba cái miếng cá rô này cá rô dim. Bên dưới cá rô thì là cá trôi các bạn nhá. Ở đây người ta là có vừa cá rô lại vừa cá trôi luôn. Nhưng cái điều đặc biệt là mình thấy nó ở cái miếng chả này. Rồi, đây là bún trộn nha các bạn nhá. Nó xâm xấp nước này. Nước ở đây thì hơi đục. Này, chú cháu mình thử nước luôn đi. Thằng thấy bên trong là cái nước này nó có gì? Đố thằng biết cái gì? Chú nhìn có vẻ là chú nhìn ra cái phần trắng trắng. Cái phần đục này các bạn, cái phần đục là phần mà nhà cô Linh xương, mình đi xương cá. Cái xương lợn, xương cá thì nó cho cái hồ đục này. Cháu thấy nó có những cái hạt đốm đốm trắng ở trên này không? Đây hình như là trứng cá. Trứng cá, đây là trứng cá đấy. Nó có cả trứng cá luôn các bạn ạ. Nước ngọt nhỉ? Nước ngọt, nó lộ rõ cái vị cá lên. Nó, nhưng mà nó không bị tanh đâu. Không tanh. Nó có hương vị cá. Khi mà các bạn nhấp vào các bạn sẽ cảm nhận rõ rệt cái hương vị của cái nước luộc cá ấy, của nước ninh cá ấy. Nước rất ngọt các bạn.
và cái vị của cái cá nó nổi bật rõ rệt luôn các bạn ạ. Đấy, lúc ấy mình ăn ở trên kia thì nó nóng, ăn rõ ràng nó cũng ngon hơn. Khi mà nó bắt đầu là ngấm nước thì cái phần bên ngoài nó bắt đầu nó mềm ra một chút, nhưng mà nó vẫn tạo ra như kiểu một cái màng bao bọc ở phía bên ngoài của cái miếng chả cá này này, hơi bì bì một chút. Cái lớp vỏ bên ngoài này nó có chút cứng nhưng mà nó lại dai dai, đúng không? Ừ, nó dai dai, nó hơi bì bì. Thế là riêng cái chả cá này mình ăn không thì nó sẽ không biết được cái hương vị, bởi vì cái chả cá này người ta làm nó hơi đậm, đúng không? Khi mà ăn cái bún ấy nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn trong miếng ăn. Nó có vị cay nhẹ. Có vị cay. Cà rô rim này, cà rô rim thì gắp vào rất là mềm. Trong người ta đã lọc xương rồi. Nhìn có vẻ tươi. Ăn nó hơi dai dai. Nó dai này là đến từ cái thịt cá là nó cũng tươi nhỉ. Cá tươi. Ăn nó nhai kỹ một chút mình cảm thấy được cái hương vị nó lạnh lẽo một chút. Nó nước rim nó ngấm vào bên trong. Nó có mỡ và nó đậm, bên trong có chút xíu còn tồn lại một chút xíu xương cá, nhưng mà nó ở cái dạng mà kiểu nó bé, nó nhỏ. Thực ra là không tránh được mà. Thôi ăn cà chua nhé. Vừa rồi mình ăn phải cái miếng bụng. Mình ăn miếng bụng nó rất là béo, thơm. Đấy. Trên thì nhìn có vẻ nó cứng, nó giòn nhưng mà thực ra là nó mềm nhỉ? Nó mềm, nó ngâm nước nó mềm lắm. Cái miếng vừa rồi mình ăn nó mềm hoạt lắm. Cái này nó cứng hơn này. Nhưng mà cháu ăn cái vị của cá trên này nó không ngon bằng cá rim. Chú lại thích cá rim hơn, à cá chiên hơn. Cháu ăn thử cái miếng bụng ấy. Cháu có cái miếng bụng không? Mềm hoạt đấy. Ăn ngon cực luôn. Ăn nó ngậy lắm. Nó chỉ lộ lên cái phần thơm của cái miếng thịt chiên thôi. À của cái miếng thịt cá chiên. Ăn cái cá rim nó đậm đà hơn, nó ngon, gia vị nhiều hơn. Ở đây có măng muối này. Để cháu cho rồi. Cháu cho xin ít ớt xay. Ớt xay này chắc là cô tự làm này, các bạn nhìn này. Đấy. Ớt này em gái em bảo làm đấy, nhưng mà nhìn là mình biết ngay làm, nhìn, nói thẳng luôn. Nhìn là biết luôn. Nhìn là biết luôn rồi, các bạn nhìn này. Người ta xay nguyên bản như này. Mình mấy hôm nay bị đầy bụng ra mình không dám ăn nhiều ớt, nó nóng. Cháu ăn măng chưa? Cháu chưa. Măng nó không bị chua lắm đâu. Măng ăn vừa phải. Ăn măng này ngon. Không bị ngọt, thuần chua không ngọt. Nhưng mà không chua nhiều. Vừa đủ. Cháu ăn thì thấy hơi chua. Ở đây với cháu thôi, bởi vì là bản thân cháu là cũng không ăn được nhiều chua mà. Nhà cháu có thấy nó có bị gắt lên không? Hay là nó chua ở cái mức độ mà nó vừa vừa ấy? Cháu là mong muốn một cái kiểu nó nhơ nhợ, nó nhẹ nhạt nhạt đúng không? Nhạt nhạt đúng không? Cháu rất thính về vị chua. Đúng rồi. Ăn kèm với bún thì nước nó thanh thanh, cảm thấy làm cái miếng ăn nó thanh thanh. Ăn thêm với cả chả vào thì cái độ thơm và độ đậm của chả nó lan tỏa ra miếng ăn. Ăn cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó cũng không bị đậm lắm đúng không? Nó kiểu nó không đậm, nó nhẹ nhàng. Vừa. Dần dần cái cá này người ta tẩm ướp ấy. Nên ăn vào mà không có vị tanh. Sợ nhất là ăn vị tanh, vừa ăn là không vị tanh. Cái miếng chú vừa ăn thì làm ăn thêm vào ít măng. Măng nó lại chua chua nữa. Thực sự rất là khác biệt. Cái măng lại cho ăn không chua. Nhưng mà ăn kèm với bún không chua đúng không? Nó lại bình thường. Đấy, đúng không? Quan trọng nhất là cái măng mình ăn nó không bị nhớt chua. Mà nhiều nơi không hiểu sao là người ta cứ cho đường mà ăn nó còn ngọt ngọt, nó không thích nhỉ. Cũng là khẩu vị mỗi người, chứ chú cháu mình lại thích kiểu cay với đậm thôi. Ăn đi ăn. Chị ấy có bò này bao nhiêu tiền cân chị? 140.000 một cân ạ. À thế ạ, à, thế có phần nọ phần kia phần nào cũng 140 à? Vâng. Thế ạ. À? Vâng, thế chị cho em nửa cân nhá. Vâng. Các bạn ơi thì bún cá thì ở ngay phía bên kia thôi, ngách 121 các bạn nhá, ngay đối diện phía bên này.
theo mình thấy bún cá đây ăn khá là ngon, đáng để đến các bạn nhé. Ăn nó rất là lạ, sợi bún to và nước cá thì rất là thơm. Đấy, thì với giá thì mình nghĩ là cũng khá là ok, phải chăng với giá là 40.000 cho một phiên bản đặc biệt, còn phiên bản thường có 30.000 thôi. Đấy là tất cả những cái nhận xét của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.